Trong tháng này thì Nam Phi đã có tới gần 2 tuần áp dụng cắt điện luân phiên nhiều lần trong ngày, mỗi ngày kéo dài từ 2 cho đến 4 tiếng. Đây là thực trạng mới nhất cho thấy tình trạng thiếu điện kéo dài nhiều năm qua tại nền kinh tế lớn nhất châu Phi này. Tình trạng thiếu điện ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của người dân và ước tính gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Và để khắc phục tình trạng này thì một thị trấn tại Nam Phi đã tự đầu tư lắp đặt một hệ thống điện mặt trời quy mô lớn, tự chủ năng lượng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương. Những cánh đồng điện mặt trời có quy mô công nghiệp này là niềm tự hào của 2.500 người dân thị trấn Orania, miền Trung Nam Phi. Với nguồn hỗ trợ từ chính quyền địa phương và góp vốn của các cá nhân, thị trấn huy động được 620.000 đô la Mỹ và bắt đầu xây dựng nhà máy từ giữa năm ngoái. Các tấm pin năng lượng mặt trời tạo ra 841 kW điện mỗi giờ, gần như đủ cung cấp điện cho một nửa thị trấn và các trang trại xung quanh. Chúng tôi muốn tự làm việc của mình để đảm bảo quyền lợi và lợi ích kinh tế nông nghiệp của thị trấn. Mục tiêu sẽ là tạo đủ điện để hoàn toàn tự chủ năng lượng cho thị trấn Orania. Nằm cách nhà máy điện mặt trời chỉ vài km là trang trại trồng cây hồ đào, tức là cây óc chó của bà Anaji. Dòng điện sản xuất từ các tấm pin mặt trời giúp bà đảm bảo hoạt động tưới tiêu để cây sinh trưởng phát triển tốt. Điều quan trọng đối với cây hồ đào là phải được tưới nước thường xuyên. Trước đây nguồn điện không ổn định khiến việc tưới tiêu bị gián đoạn. Bây giờ thì tôi có thể tưới nước thường xuyên hơn rồi. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, chính phủ Nam Phi tuyên bố khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển năng lượng tái tạo để thúc đẩy sản xuất điện. Đây là nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện. Nam Phi đã phải chịu cảnh cắt điện luân phiên trong nhiều năm nay do công ty cung cấp năng lượng không thể sản xuất đủ điện để đáp ứng nhu cầu.